không phải, không phải là Cái mít, này là nhưng nhựa mà nó này. là phi điệp. Phi điệp không phải là mít, không phải là mít. Cái này là phi điệp, mít nào? Lá nhựa chắc luôn đấy. Không phải là được rồi, bón đây bây giờ anh em mình cái làm màu thế nó nhựa nào? đây. Dày nhựa không? Đúng được nhựa. rồi, cái này là gọi là phi điệp 5 mít. Cái này là gọi là tạm thời là phi điệp 5 mít. Ừ, còn cái này bây giờ tạm lá thời nhựa, lá nhựa, lá nhựa gọi là lá tre. Ok. Cái này là tạm thời lá dài dài tí gọi lá tre. Bạn chụp đấy. Okay. Mà thân giọt nước không, thân giọt nước không nè, mới quay đúng rồi, thân giọt nước không, thân có hơi hơi giọt nước rồi. Đúng không? Rồi sao kinh, mấy anh này ăn hiểu về lá nước ta. Cái này không khả năng đổi biến được. Cái này gọi là đổi biến rồi. Có bạn hoa rồi, có bạn hoa rồi. Cái này đổi biến thôi. Cái này ám á, không phải. Đúng không? Có xanh sạch không? Không sạch được, cái này có tím. À, cái này có tím, không không sạch được. Không sạch bạn ơi, không sạch. Cạnh lá tím này không thể. Toàn bộ đây không sạch. Rồi, không sạch. Không sạch. Toàn bộ đây không sạch, không sạch mà, không toàn bộ không sạch. Còn ám biết này là sổ bông rồi này, cây mẹ sổ bông rồi, đúng không? Và thân tía này thì chắc chắn là không thể nào xanh sạch được. Đây là thân tía, thân mẹ thân tím đi lịm mà này. Không xanh sạch, không sạch. Không xanh sạch được. Cái ám. Cây này có cái cây mình mua ấy. Cây này ám ấy, ám á. Nếu mà ám ngon lành á chỉ 20% ám. Ám có ám. 20% ám. Ám ám bình. Ông hồi đó cái thân ám này tôi. Cái thân bây giờ như vậy mày. Ám 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 ám. Hơi thân tím như vậy. Xa tí. Không thể ám. Rồi. Ám là khó khả năng ám được. Có tí tím. Tím nhiều chứ, sọc tím này nè, bạch nát tím này. Ám 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 ám. Đã hơi mỏng cái này, thiếu phân. Chưa ra về làm. Thiếu kali, không quan trọng. Đừng đụng vào. Chết bây giờ. Đúng không? Có hột. Đây là tím này, cái ngọn là tím mịn mà cái ngọn là chân lá tím này. Đúng không? Khó khả năng đột biến. Riêng ba lần này không có đột biến được. Đột biến rồi. Không có đột biến được. Cái lá nhựa này, thân lá. Cây lá nhựa này. À, có sọc tím ở. Vẫn có tím. Có nghĩa là không có đột biến. Không xanh sạch. Không gọi là không xanh sạch, không sạch, không xanh sạch. Gọi là hàng đã sổ bông rồi. Không xanh sạch, không sổ bông. Đó là cái xem nào. Loại này tạm thời là mình không biết là phiền này... gì. Nói chung muốn mình em là có tím không? À. Có chứ, thân này vành lá tím này, vành lá tím, vành lá tím. À, vành lá có tí tím. Có tím chơi lan. Khả năng đột biến là chỉ 20%, không thể, không thể. Nói chung là không có khả năng đột biến được. Không cần làm biết được. Chơi bông cho biết thôi. Chả một cái thân này người ta đã có bông rồi. Chồng muốn ngủ mày. Này thân đã bông rồi, thân mẹ sổ bông rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Cái này mình lấy kỳ, mình lấy từ kỳ. Này mua mà chơi cho mua từ kỳ, mua từ kỳ. Đây là đây này là thân mẹ sổ bông rồi. Đấy thân mẹ sổ bông hết rồi này. Đây thân mẹ đã sổ bông hết rồi này. Đấy. Hải mua hải giấu giúp này, Phương mua Phương khoe đây. Khoe cái mẹ gì mà Hải có giấu với em rồi Hải có. Không phải là dấu, bây giờ anh em mình đang phân tích về ba cái loại này. Ừ. Mình đừng có nói chuyện về vấn đề khác. Lá tre. Ừ. Bây giờ chụp anh đi. Anh đang làm video. Anh đang làm video cho nên là các chú phân tích. Mọi người đẹp, tôi đẹp. Không, video về Lan không có người đẹp. Chị Lan phân tích đi. Lần sau. Nói tiếp tục. Tiếp tục phân tích. Sao mà phân tích chỉ có đột biến. Có đâu, không có đột biến được. Hôm nào về người đẹp thì anh sẽ quay video người đẹp. Hiểu không? Ờ, vợ mình người đẹp mà, vợ quay đi bạn. Chị đột biến đi, con gái ơi kìa. Anh đang làm YouTube, cho nên là chú phân biệt. Anh làm YouTube. À, không thật à? Đang làm cho tốt cho nên là như phải nói chuyện như phải nói chứ. Tôi đang nói nãy giờ anh em mình thảo luận rồi đấy. Thảo luận nhưng mà bạn mấy ông là bây giờ là có không phải nói bây giờ cứ bây giờ ba cái loại cây này đi phân tích đi. Hỏi mọi người là ăn gì? Không phải hỏi biết thì nó là phi điệp rồi nhưng mà phi điệp gì? Phi điệp gì? Bây phi điệp giờ, gì? Bây giờ mình quan trọng là phi điệp gì? Là nó có bây giờ biến hay không? Bây giờ bốc rừng ra nổi tiếng Trung Quốc không có. Rồi này không phải nắm bốc rừng. Nana đang trong trại ra chứ không thể bóc rừng được. Không tin được đâu. Bóc rừng nó không thể có thân như này được. Nhìn ai vẽ đẹp ở nhà chúng. Nói vậy thôi. Chú ý đẹp nhé. Đây này thân ta đơm kia này. Tên mình mua hay mình mua đẹp. Kia này kia năm 2 này. Đúng. Kia này kia năm 2 này. Như này Văn Bình này. Cây này khác. Tên nhú này. Đấy đúng không? Cây này kia năm 2 này. Năm nhất là năm 2 à. Nhưng cây này khác. Có tên đấy này. Như ký này. Tôi đang phân bố cây này ở vùng nào mà quan trọng. Có không tin. Hòa Bình. Ba này đều Hòa Bình hết. Nói thẳng với ông đều hòa bình hết. Chữ ký không có gì không tin. Đều hòa bình. Hả? Người... Thì tôi nói là người sắp bỏng cả nữa tôi nói rồi thôi. Ui, ai cũng có thể là Văn Bình hết. Anh nhờ, tốt là chú nhẹ nhàng thôi. Nói thẳng với Hải này, đang tính kêu là gửi vô nữa nhưng mà thằng cháu nó gửi vô. Không phải thằng cháu gửi mà nó gọi điện. Nó cắt rồi, nó sợ mất.
hai này đây ná rộng này cất đồn này cho hai cái. Cái này là không phải cuối tuần đi mua trâu nha. Thế chú biết bây giờ chúng em có gì để xử lý cái này không? Chưa. Không thì mai. Cái này là không phải là bà chị gái gửi là mà là anh bà mua. Là đâu không? Đứa cháu nó lại gọi cho ông chú rồi nó gửi cơ. Chứ nó lại nó